ba ngày cắm trại lịch sử, Tổng thống Roosevelt và nhà khoa học tự nhiên John Muir do Gấu Hiền viết vào mùa đông hoa thình đốn 2022. Từ buổi ban đầu của phong trào hướng đạo, môi trường giáo dục ngoài trời được nhận thấy qua các sinh hoạt như thám du, cắm trại, nấu ăn, treo thuyền, trượt tuyết, leo núi, vân vân. Trẻ em được đưa vào thiên nhiên để hội nhập vào một môi trường giáo dục bên cạnh học đường hơn thế nữa khi trưởng thành thì các em sẽ hiểu được các nguyên tắc căn bản để bảo vệ một tài sản chung của nhân loại từ sự thanh khiết của môi sinh cho đến việc ngăn ngừa các thiên tai như cháy rừng hay lũ lụt trẻ em sống trong thiên nhiên sẽ tự phát triển kỹ năng môi sinh căn bản như chống lạnh chống mưa tránh xét vượt gành thác và tránh được những thú hoang nguy hiểm thiên nhiên là môi trường giáo dục tốt cho tất cả mọi người bất kể chủng tộc giàu nghèo địa vị hoặc tín ngưỡng qua thiên nhiên các em sẽ hiểu được sự hình thành của núi rừng và sự sống của muôn loài được rèn luyện nơi thiên nhiên các em sẽ hiểu quy luật của sự sống có liên quan mật thiết với môi trường sạch môi trường sạch được hiểu mơ hồ ở những nước chậm tiến do đó việc hướng dẫn thanh thiếu niên tìm hiểu thiên nhiên là một điều tất yếu cần được cổ vũ ở khắp mọi nơi. Hiện nay môi trường thiên nhiên còn là một lối thoát cho các gia đình có con em nghiện các trò chơi trên điện thoại cầm tay, iPad hay máy điện toán. Nhìn vào thống kê về những công viên quốc gia Hoa Kỳ, chúng ta thấy được con số công viên gia tăng từng năm. Hiện nay thì Hoa Kỳ có 63 công viên quốc gia, tổng cộng 52.2 triệu acres. Công viên quốc gia mới nhất là New River Gorge tại West Virginia, 70.000 acres. Những công viên quốc gia này được Quốc hội chuẩn chi ngân sách cho Bộ Nội vụ thực hiện việc điều hành bởi Cục Dịch vụ Công viên Quốc gia. Hiện nay thì ngân sách cho Cục Dịch vụ Công viên Quốc gia là 3.5 tỷ Mỹ kim cho năm 2022. Năm 2021 là năm gấu hiền đi thăm 17 công viên quốc gia Hoa Kỳ từ ngày 30 tháng 12 2021 cho đến ngày 1 tháng 10 năm 2021. Đây là một năm gấu hiền lánh nạn Covid bằng cách đi tìm không khí trong lành. May mắn sao, sau chuyến thăm viếng San Jose, lại được dịp thăm công viên quốc gia Yosemite tại California vào ngày 19 tháng 7 năm 2021 với nhà văn tưởng năng tiếng. Nhờ thế gấu hiền được biết thêm và thấy thêm những nét đẹp của công viên quốc gia và một số điều ít ai để ý đến như lịch sử, giá trị tài sản quốc gia, giáo dục môi trường, văn hóa, bảo vệ cây rừng, bảo vệ thú hoang, rèn luyện sức khỏe và an lạc tín ngưỡng tâm linh. Nhà văn tưởng năng tiếng đã nhắc lại lịch sử của sự hình thành công viên quốc gia Yosemite. Vào năm 1901, Tổng thống Theodore Roosevelt đã viết thư cho Miro đề nghị ông làm hướng dẫn viên cho tổng thống thăm Yosemite. Tổng thống nhấn mạnh: tôi không muốn bất cứ ai đi cùng tôi ngoài bạn và tôi muốn gạt bỏ mọi chính trị trong bốn ngày và chỉ giao tiếp cởi mở với bạn. Sau đó vào năm 1903, tổng thống Theodore Roosevelt đi cắm trại tại Yosemite và được nhà thiên nhiên học John Miro hướng dẫn hai người trải qua ba đêm cắm trại nhớ đời. Ngày đầu tiên dưới gốc thông khổng lồ, Grizzly Giant ở Mariposa Grove của Giant Squires. Ngày thứ hai ở gần Senator Dorm, nơi có một trận bão tuyết trên đỉnh tuyết dày 5 feet. Và ngày cuối trên một đồng cỏ gần chân thác Bridalveil Falls. Tổng thống Roosevelt và ông Murrow đã cùng chiêm ngưỡng chia sẻ những vẻ đẹp thanh tao tráng lệ của Yosemite. Cuộc cắm trại kỳ thú đó với nhà thiên học John Muir đã khiến cho Tổng thống Roosevelt đưa ra những đạo luật của chính phủ liên bang khuyến đại tầm mức bảo vệ công viên quốc gia Yosemite. Một thời gian ngắn sau đó thì Tổng thống Roosevelt ký sắc lệnh thành lập 5 công viên quốc gia Crater Lake, Oregon, Wind Cave, South Dakota, sully Hill, North Dakota, Mesa Verde, Colorado và Platt, Oklahoma. 18 di tích quốc gia, 55 sân cho chim rừng quốc gia, nơi trú ẩn của những thú hoang và 150 khu rừng quốc gia. Vào năm 1978, để ghi công những đóng góp của Tổng thống Roosevelt trong việc hình thành các công viên quốc gia Hoa Kỳ. Một công viên quốc gia bao gồm ba khu vực tách biệt – về mặt địa lý của vùng Badlands ở phía tây bắc Dakota đã được Cục Dịch vụ Công viên Quốc gia đặt tên là Công viên Theodore Roosevelt. Công viên quốc gia Theodore Roosevelt có diện tích là 70.446 mẫu Anh, có đường mòn ngắm cảnh, có khoảng 100 dặm đường đi bộ và có cả những khu đặc biệt để ngắm thú hoang. Trong công viên khu cắm trại, vào năm 2018, công viên quốc gia Theodore Roosevelt đã có tổng cộng 749.389 khách đến thăm. Ông John Muir, sinh ngày 21 tháng 4 năm 1838 và mất ngày 24 tháng 12 năm 1914. Ông còn được gọi là ông John, bạn thân của núi và cha đẻ của những công viên quốc gia. Là một người di dân Scotland, ngoài những ảnh hưởng lớn của ông đối với 42 nhà khoa học tự nhiên, ông John Muir còn là tác giả và triết gia môi sinh, là khoa học gia về thực vật, động vật, về băng học và cũng là người đầu tiên khởi xướng kêu gọi những nỗ lực bảo tồn những vùng hoang dã ở Hoa Kỳ. Những bức thư, những bài tiểu luận và sách ông viết mô tả những cuộc phiêu lưu của ông trong thiên nhiên, đặc biệt là vùng Syria, Nevada, đã được hàng triệu độc giả hoan nghênh. Hoạt động tích cực của ông Miro đã giúp bảo tồn thung lũng Yosemite, và vườn quốc gia Sequoia. Tấm gương của ông trở thành nguồn khích lệ cho việc bảo tồn nhiều khu vực hoang dã khác. Câu lạc bộ Sierra do ông Đần sáng lập là một tổ chức bảo tồn nổi tiếng của Hoa Kỳ. Trong cuộc sống của ông về sau, ông Miro đã dành phần lớn thời gian vào việc bảo tồn các khu rừng ở phía Tây Hoa Kỳ. Trong chiến dịch đưa Yosemite trở thành công viên quốc gia, ông đã xuất bản hai bài báo tối quan trọng về vấn đề cần bảo tồn những vùng hoang dã trên tạp chí Thế Kỷ. Kho báo của Yosemite và đặc điểm của vườn quốc gia Yosemite được đệ đạt. Hai bài báo đó đã thúc đẩy Quốc hội Hoa Kỳ thông qua một dự luật vào năm 1890, thành lập vườn quốc gia Yosemite. Lòng nhiệt thành và tinh thần yêu thiên nhiên thể hiện trong các bài viết của ông đã truyền cảm hứng cho vô vàng độc giả. Trong số đó, có cả một số tổng thống thượng nghị sĩ và dân biểu đã có những hành động tích cực nhằm bảo tồn các khu vực thiên nhiên rộng lớn. Qua thiên nhiên, ông Miro đã cảm nhận được sự hiện diện của Thượng Đế. Căn bản cơ đốc giáo của ông đã giúp cho ông có được mối liên hệ tâm linh mật thiết với những núi rừng thiên nhiên ông yêu thích. Ông đã viết rất nhiều tác phẩm về các môi trường thiên nhiên. Những tác phẩm đó đã phổ biến những nhận thức đặc biệt của ông về những địa điểm thiên nhiên và khiến cho độc giả toàn quốc mê say. Trong quyển The Yosemite xuất bản năm 1902, ông Miro đã viết một câu bất hủ. no temple made with hands can compare with Yosemite. Every rock in its wall to grow with life. Câu viết bất hữu trên được Phan Lê Dũng Dịch như sau. Không có đền thờ nào con người xây cất có thể sánh nổi với Yosemite. Mỗi tảng đá trên vách lóng lánh rực rỡ tựa như có cuộc sống riêng. Chúng ta hãnh diện có BP là lãnh tụ phong trào hướng đạo và chúng ta cũng vô cùng biết ơn những người đã có công khai mở những trường lớp thiên nhiên cho con em chúng ta. Hãy cùng nhau đến với thiên nhiên bằng cả thể lực lẫn trí lực